Chào bạn đã quay trở lại với chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Amway Queen được phát trên cộng đồng Queen Work Việt Nam. Ở trong số này, Hải Anh sẽ giới thiệu với mọi người mâm cơm có tên là nỗi nhớ mùa hạ với một công thức cá diêm tiêu. Tuy là một món ăn đơn giản, nhưng bí quyết để chế biến làm sao cho không tanh, thịt thơm và ngon miệng lại là một điều mà chúng ta sẽ được Hải Anh hướng dẫn ở trong cái số ngày hôm nay. Không biết mọi người có giống Hải Anh không, nhưng mà khi cầm cái nồi đất này ở trên tay thì Hải Anh nhớ đến món cá kho của làng Vũ Đại. Chúng ta đã biết rằng một cái món cá kho rất là đặc biệt, rất là nổi tiếng, không chỉ ở trong nước mà còn có những cái câu chuyện đã rất là vang xa ra ngoài quốc tế rồi. Cá kho làng Vũ Đại thì cái nồi đất này được lấy từ Nghệ An. Và một cái điều đầu tiên khi mà lấy những cái nồi đất này về thì chúng ta cần phải đun sôi liên tục trong vòng 4 tiếng đồng hồ để thải độc cái đất này và đồng thời để cho cái mùi đất nó bớt đi, nó lên một cái mùi tự nhiên khác và nó hút cái vị tanh của cá khi kho. Để có một cái nồi cá kho được ngon với cái nồi đất này thì chúng ta cần rất là công phu, chi tiết và đặc biệt là rất nhiều thời gian. Cho nên là hôm nay Hải Anh sẽ giới thiệu với cả các bạn một món cá diêm tiêu trong vòng 30 phút. Nhưng cá rất là vừa, thịt mềm, ngon, thơm và không tanh. Cá diêm tiêu 30 phút với nồi đa năng Amway Queen. Với cái công nghệ Opitem thì nhiệt phân bổ đều, làm chín nhanh, đặc biệt là với một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Chúng ta cùng chờ xem cá diêm tiêu trong vòng 30 phút tới sẽ như thế nào nhé. Với cái nguyên liệu chính là cá ba sa hoặc là cái cá cùng loại với nó là cá dứa. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng cá quả hoặc là cá lóc miền Nam. Khi mà dùng những cái loại cá nào mà nó ít mỡ thì chúng ta có thể bổ sung thêm những cái mỡ phần ngay đầu tiên và những cái gia vị để cho món ăn thêm phần hấp dẫn như là hành, tỏi, tiêu, ớt, mắm, đường. Và đặc biệt là chúng ta có thể thêm một chút dầu gấc hoặc là một chút màu để cho cái món cá diêm của chúng ta nó thêm phần đẹp mắt. Khi mà sơ chế cá ấy, thì chúng ta sẽ nhớ ở cái bài mà Hải Anh hướng dẫn về sơ chế cá. Đấy là chúng ta dùng những cái thứ nó rất là đơn giản, ví dụ như là muối hoặc là giấm hoặc là chanh, bởi vì cá nó khác biệt với là thịt. Cái cá này thì đã sơ chế với cả muối rồi, thì bây giờ để cho nó săn chắc và nó ngấm thì mình sẽ ướp trước một chút nha. Trong công thức Hải Anh để thì có 45g đường và 45g mắm. Thì cho dù là cái lượng cá bao nhiêu thì cứ thế nhân lên. Và 1/3 trong cái số đó thì chúng ta sẽ mang ướp với cả cái phần cá này. Tức là nếu như mà bạn dùng 45g đường thì bạn sẽ ướp 15g với cả cá đầu tiên. Còn nếu như mà bạn đã đun đường với cả mắm ra giống như Hải Anh rồi thì bạn có thể ướp vào ở đây một thìa. Và trong cái lúc mà chờ cái cá này ướp như thế này khoảng độ 10-15 phút để cho cái cá nó ngấm sơ thì mình sẽ đi chuẩn bị những cái thứ khác để cho cái mâm cơm này. Cá đã vừa ướp và bây giờ thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị những cái nguyên liệu để sau đó cho cá vào thì nó có thể đủ thời gian để ngấm. Đầu tiên là mình sẽ cho một cái phần mỡ phần. Chúng ta sẽ đảo cái mỡ phần này lên giống như là rắn tóp mỡ ấy, để cho tóp mỡ nó vàng, nó thơm lên. Thì chúng ta sẽ tiếp tục cho hành tỏi vào. Chúng ta làm cho cái tóp mỡ nó vàng thơm lên như thế này. Nếu như mà cái mỡ này nó nhiều hoặc là chúng ta sẽ dùng cái phần cá béo như là cá ba sa hoặc là cá dứa thì chúng ta sẽ bỏ bớt chút mỡ này ra. Còn nếu như chúng ta dùng cá quả hoặc là cá lóc thì chúng ta để nguyên cái phần mỡ đó, bởi vì cá quả với cả cá lóc thì cái độ béo nó sẽ ít hơn. Chúng ta cho hành vào. Tỏi. Ớt. Và hai chùm tiêu xanh. Chúng ta chờ một chút cho hành thơm lên. Chúng ta sẽ pha sốt. Nước này thì chúng ta cần dùng nước sôi, nước nóng. Sau đó thì chúng ta sẽ cho mắm, cho đường, cho tiêu vào đây. Còn nếu như mà chúng ta đã đun thành cái mắm đường như thế này rồi thì chúng ta có thể cho mắm đường vào đây. Để cho cái màu của cá nó đẹp thì chúng ta có thể cho 1-2 cái thìa nước màu hoặc là dầu gấc để cho cái cá nó có màu đẹp. Hành, tiêu, ớt thì đã thơm lên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho cá vào đây.
chúng ta tận dụng cái độ nóng và cái độ của chảo như này, chúng ta sẽ lắc nhẹ như thế này để cho cá nó tiếp xúc với cả nhiệt của các bề mặt để cho nó giảm, nó bớt cái độ tanh. Nó giống như cái bước zin cá hoặc là kho cá mà chúng ta cần phải rán ấy, thì cái cá này chúng ta không cần phải rán mà chúng ta chỉ cần để cho cái nhiệt của cái hành tỏi với cả tiêu ớt này nó thơm và nó tự ngấm vào cá và nó giữ cho cái miếng thịt cá mềm hơn, và đặc biệt là nó còn ngấm trực tiếp gia vị thay vì phải rán lên nữa thì cái miếng cá nó sẽ hơi khô. Thế lúc mà chúng ta lắc như thế này nó có hai tác dụng, một là để cho nó có thể ngấm đều nó trượt, thứ hai là để cho cá nó không dính vào cái nồi. Bây giờ cái mặt ở dưới ở rồi thì chúng ta lật lên đó, thấy không ạ, cái cá nó đã được tiếp xúc với cả hành tỏi ớt tiêu đã rất là thơm rồi. Rồi và cái sốt chúng ta vừa pha bây giờ chúng ta sẽ tưới lên. Và một nồi cá như thế này, sau khi mà chúng ta cho sốt vào đầy đủ như thế này, chúng ta sẽ đun trong vòng 30 phút. Và bây giờ thì như thường lệ, chúng ta sẽ tận dụng cái điểm mạnh nhất của Envoy Queen. Chúng ta sẽ tiếp tục đặt một cái lớp. Và hôm nay thì cái món mà ở phía trên để tận dụng một cái khoảng thời gian nó bằng, nó tương xứng với cả cá chín, thì Hải Anh sẽ dùng cái rau củ quả nhồi hấp. Cá này chỉ 30 phút thì cái rau củ quả này, nhồi thịt này chúng ta cần khoảng 20 phút. Thì 20 phút chúng ta sẽ bỏ cái rau củ quả này ra và đồng thời chúng ta sẽ lật cá lại để cho cá nó vừa, nó đậm và nó lên màu cả hai mặt. Rau củ quả nhồi thì đã vào trong nồi rồi. Và bây giờ thì Hải Anh sẽ đậy nắp lại và chúng ta cùng chờ 20 phút để lấy rau củ quả ra nhé. Cái vung thì đã rung lên rồi. Và khi nấu cái này thì có cái công nghệ Vitrox, cho nên đôi khi Hải Anh rất là hay vui đùa với cả nồi. Chỉ đơn giản một cái vòng xoay như thế này mà nó có thể giữ lại được dưỡng chất, màu sắc và bảo toàn được hương vị của món ăn. Và bây giờ thì chúng ta cùng mở nắp ra xem nhé. Wow, rau củ thì màu nào ra màu đấy, rất là rõ ràng, sắc nét. Và đặc biệt là cá ở phía dưới. Và giờ thì đã 20 phút, rau củ quả nhồi thịt thì đã chín rồi. Mình cùng bỏ ra để gắp ra đĩa và sau đó thì mình sẽ lật cá nhé. Các bạn nhìn thấy cá màu có đẹp không ạ? Rất là đẹp đúng không ạ? Cá thì cái mặt ở phía trên đã ngấm rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có lật cá lại để cho cái mặt phía trên nó ngấm hơn, nó ngấm tương tự giống như cái mặt phía dưới. Các bạn có nghe thấy cái âm thanh của tiếng sôi của cá rim không ạ? Nghe rất hấp dẫn đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đun thêm 10 phút nữa để cho cái sốt này nó quyện và nó bám vào cá, nó sánh, nó sệt lại. Chúng mình đã hết 10 phút rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái nồi cá ra để xem mà cá của chúng ta màu như thế nào, sốt như thế nào và vị như thế nào nhé. Đó, các bạn nhìn thấy những cái tăm sôi không ạ? Những cái tăm sôi của sốt đây ạ. Như thế này có nghĩa là gì? Như thế này có nghĩa là cái sốt của chúng ta nó đã rất là sệt sánh rồi ạ. Rất là sệt sánh và vừa đối với cả món cá rim. Bây giờ chúng ta ra đĩa, lên mâm và ăn cơm nóng nhá. Vậy là công thức cá rim tiêu trong mâm cơm nỗi nhớ mùa hạ đã hoàn thành. Vì sao Hải Anh gọi mâm cơm này là nỗi nhớ mùa hạ? Thường thì trong mùa hè chúng ta sẽ rất là ngại ăn các món kho. Nhưng cá nhân Hải Anh và anh tin rằng rất nhiều người mùa hạ cũng có một cái nỗi nhớ tha thiết giống như Hải Anh, đó là nhớ cá kho. Và món cá rim tiêu là một cái món cá mà vừa vặn, đậm đà, đủ đầy ở trong mùa hạ. Đấy là lý do Hải Anh lấy cái tên mâm cơm này, đó là mâm cơm nỗi nhớ mùa hạ. Cá rim, thịt mềm mại, thơm ngon, vừa vặn. Với một cái món cá rim hao cơm như thế này thì chúng ta có thể kết hợp cùng với cả rau củ quả hấp hoặc là rau củ quả nhồi thịt như thế này để cho mâm cơm thêm phần đa dạng. Và mâm cơm này thì Hải Anh chuẩn bị cho 4 tới 5 người ăn. Ngoài cá rim là món chính thì chúng ta kết hợp với rau củ quả hấp, có thể kết hợp thêm bát canh cua,
mùng tơi, rau đay và một chút cà muối nữa thì đã có một cái mâm cơm rất là giàu dưỡng chất, đẹp mắt và đầy đủ nhóm chất trong mùa hè. Vậy là mâm cơm nỗi nhớ mùa hạ cho 4 tới 5 người ăn của Hánh đã hoàn thành rồi. Hánh cảm ơn bạn đã luôn theo dõi series chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Amway Queen trên cộng đồng Queen Work Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!